Thư gửi tề dụng tu, thư thứ nhất. Nhận được thư, do bận biểu cùng cực, cho nên phúc đáp chậm trễ, hết sức tạ lỗi. Tôi gom góp hơn 700 chữ thành bài tựa về, xung điền phân xã, nhưng rốt cuộc chẳng thể nói rõ về Phật quan. Mong ông hãy thỉnh lệnh sư là, dịch cư sĩ gọt dũa, ngõ hầu chẳng đến nỗi gai mắt người nhã. Tôi đã đọc bài thơ họa vận của thầy dịch, ông ta nói tính ghép chung lại nguyên sướng và bài họa cùng một chỗ trong bản in, sợ chẳng dễ thực hiện. Nếu thợ chưa xếp chữ tới phần đó, sẽ ghép sau các môn. Nếu thợ đã sắp chữ xong, chỉ đành xếp vào sau sách. Các hạ túc căng sâu dày, nếu dùng công phu 10 năm, sẽ có thể tự dương cao ngọn cờ trong Phật môn. Nếu thoạt đầu liền quy y với một ông tăng chỉ biết cơm cháo, há chẳng trở thành một chuyện nuối tiếc to lớn suốt đời ư. Vì thế, chẳng dám vội vàng làm thầy quy y cho các hạ. Đã nhận được trước tác kỷ niệm mừng thọ mẹ của ông, 30 bài thơ mừng thọ rất hay. Lại nữa, Hoàng đã 71 tuổi, do đời trước ít vung bồi, tinh thần lẫn mục lực đều chẳng đủ. Thầy Đức Sâm tuy tuổi chưa già, tinh thần cũng khá suy nhược. Nay đang có tịnh độ thập yếu, Viên Tịnh lại muốn sắp chữ bộ Tịnh độ Thánh hiền lục. Ông hứa chỉ Tịnh biên soạn bộ Phật học cứu kiếp biên cũng chấp thuận giao cho quan giáo chánh, đối chiếu rồi sắp chữ dùng. Đối với văn tập của thầy dịch, không chỉ quan chẳng có học thức ấy mà cũng chẳng có tinh thần để thực hiện. Mong ông hãy chớ gửi đến để khỏi bị chậm trễ.